Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái Robo Mongol. Thì các bạn sẽ vô Google và các bạn gõ với cái từ khóa là Robo Mongol thì nó sẽ hiện lên cái trang robomongol.org như vậy, và các bạn click vô download. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi download. Thì ở đây tôi sẽ download cái Robo 3T này. Đó, tôi click vô download. Ở đây thì có hai cái tùy chọn. Để các bạn chọn thì các bạn chọn ở trên này cũng được hoặc là chọn dưới này cũng được. Thì tôi sẽ chọn cái file zip đi. Tôi click vô đây và download. À, tôi sẽ chọn lưu được tin và tên cho OK. Rồi, nó đã download xong rồi. Tôi sẽ đi cho cái folder chứa của nó. Tôi sẽ cút cái file của nó với cái folder chẳng hạn như tôi muốn lưu trong cái folder này, thì tôi sẽ tạo ra một cái là Robo Mongol. Rồi, tôi sẽ lưu nó vào đây và tôi sẽ đi giải nén nó ra đây. Rồi thì cái Robo Mongol thì chúng ta chỉ cần double click vào đây là nó sẽ chạy lên cho chúng ta. Chúng ta sẽ tích double click vào cái file robo 3t.ai này và chọn IoT internet, click vào finish. Đó thì đây là cái giao diện của cái thằng robo 3t này. Đó. Thì các bạn có thể thêm một cái nick cho cái phần manage connection này để là các bạn tạo ra một cái connection với cái database của các bạn sử dụng cái Robo 3T này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái Robo 3T này xong. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Robo này để connect với cái database MongoDB ở buổi sau.